Nguyên nhân là tỉnh Quảng Ngãi chưa xây dựng và công bố danh mục các đối tượng thủy sản cấm khai thác có thời hạn, các vùng cấm khai thác có thời hạn. Nên ngư dân đang khai thác thủy sản theo kiểu mạnh ai người đó làm và khai thác một cách quá mức, dẫn đến nguồn lợi thủy sản ven bờ đang suy kiệt đến mức báo động, tác động không nhỏ đến đa dạng sinh học và lộ trình phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững. Trong khi đó, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với tàu giã cào tại địa phương này lại đang thiếu kinh phí nên cũng không thể thực hiện.